Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì mình có nhận được comment của một số bạn gửi về cho mình. Các bạn nói mình là làm cái video chia sẻ cho các bạn cái cách mà cài cái Windows 10 từ cái đĩa Harenbook CD. Thì hôm bữa mình có làm cái video chia sẻ cho các bạn cái cách mà download được cái đĩa Harenbook CD cái phiên bản mà mới nhất rồi đúng không nào? Thì khi mà các bạn đã có cái đĩa này rồi thì thực sự là các bạn cài Windows 10 rất là dễ các bạn ạ. Các bạn đâu có cần phải làm cái gì mà ghê gớm đâu, rất là dễ luôn. Rồi bây giờ mình cho các bạn coi nè. Đầu tiên ấy, là các bạn vào cái trang Google nè. Các bạn gõ cho mình là Harenbook CD ha. Harenbook CD. Đây các bạn vào cái link đầu tiên nè, Harenbook CD PE nè. Đấy các bạn mới nhất của nó. Các bạn vào cái mục Download. Đó, Download đây. Rồi các bạn click vào cái link này, các bạn download về. Đó, thì mình đã có download rồi, cho nên mình không download nữa. Rồi, tắt đi nha. Ok, thì ở đây mình đã download cái file Harenbook CD bản mới nhất về đây rồi, cho nên mình không download nữa. Sau khi mà đã có cái file này rồi á, thì các bạn sẽ tiếp tục làm như sau nè. Các bạn quay trở lại cái trang này, và các bạn tìm đến cái mục mà USB booting. Đây, các bạn download cái phần mềm này về để các bạn tạo cái USB boot nha. Đây là Harenbook CD PE ISO 2 USB này. Đây là phiên bản UP 86. Đấy, các bạn download cái phần mềm này về. Đây này, click vào đây, download nó về thôi. Rất là đơn giản, không có gì ghê gớm cả. Các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này của nó, hoặc là các bạn có thể sử dụng những phần mềm khác mà các bạn hay làm nha, chứ không nhất thiết phải sử dụng cái phần mềm này đâu. Đâu rồi? Harenbook này. Open folder. Rồi đây, mình sẽ chạy phần mềm này đây. Yes. Đây đây là cái phần mềm của Harenbook CD này. Đầu tiên các bạn sẽ cắm cái USB vào ha. Các bạn phải cắm một cái USB vào để các bạn tạo. Ví dụ như ở đây mình có một cái USB ví dụ như thế này chẳng hạn. Đó, các bạn đặt tên cho nó ha. Đó, các bạn đặt tên cho nó. Ví dụ như là Harenbook CD chẳng hạn đi. Harenbook CD. Đó, ví dụ là như vậy. Này dài quá là nó không cho nè. Harenbook đi ha. Rồi Harenbook. Đó. Rồi các bạn tìm đến cái file ISO các bạn thôi. Đây, cái file ISO này mình để ở đây. Đó, chọn vô. Rồi sau đó các bạn chọn là format với lại cái USB đã chọn nè. Rồi chọn hai này vô, các bạn nhấn process một cái thì nó sẽ tạo ra cái USB cho các bạn thôi. Rồi sau khi mà nó chạy xong thì các bạn đã có cái USB để các bạn cắm vào máy, các bạn boot được, các bạn cài rồi ha. Rồi rồi đó là trường hợp các bạn tạo USB. Trường hợp thứ hai, ví dụ như các bạn không làm USB, các bạn có thể ghi ra đĩa bằng cách các bạn qua một burning đây này. Đó, burning ở đây. Các bạn download cái phần mềm này về này. Đó, cái phần mềm này nó cho các bạn ghi ra đĩa này ha. Đấy, mình khỏi cần download luôn, mình chỉ cho các bạn luôn. Đây này, các bạn mở cái file này ra. Đó, nó sẽ có cái chỗ mà chọn của đĩa CD này. Các bạn ấn nút burn thôi, nó sẽ ghi lại cái đĩa cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này. Nhưng mà các bạn cứ sử dụng phần mềm này đi cho nó dễ này. Phần mềm ở trên này, nó cho nó dễ. Rồi ví dụ như sau khi mà mình đã ghi ra được cái đĩa Harenbook CD rồi đó, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem và mình sẽ cài Windows cho các bạn coi nha. Rồi, giả sử như mình đã ghi được cái đĩa này, Harenbook CD này ra một cái đĩa rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái đĩa vào và mình khởi động máy lên. Mình nhấn F12 liên tục để mình gọi cái boot menu lên. Và bây giờ mình sẽ chọn cái dòng là CD-ROM RAM này, mình Enter. Đó, cho nó khởi động cái đĩa Harenbook CD này lên thôi. Rất là dễ các bạn ơi. Này đơn giản lắm. Rồi chờ xíu cho nó boot vào được cái đĩa Harenbook CD đi nha các bạn nha. Rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Rồi chờ cho nó nhận hết cái driver đi các bạn nha. Nó đang load cái driver đó. Thì đã vào được cái đĩa Harenbook CD này các bạn. Đó. Rồi cho các bạn coi nè. Đó, đây là cái đĩa Harenbook CD nè. Mình cho vào rồi. Rồi bây giờ ví dụ như ở đây mình có một cái file Windows 10 ha. Đấy, các bạn muốn cài Windows 10 thì mình cài cho các bạn coi. Đây mình có file Windows 10 này, phiên bản 64 bit nha. Và bây giờ bắt đầu á, các bạn sẽ mount cái đĩa này vô nha, bấm chuột phải nè, các bạn mount nó vào thôi.
Đó, mao nó vô. Đó, nó sẽ tạo cho các bạn một cái ổ đĩa DVD ảo, nó mở ra luôn. Các bạn chỉ cần chạy file setup này lên. Rồi các bạn chỉ việc bấm next rồi install now. Đó, để cho nó gọi cái bộ cài đặt lên rồi các bạn cài bình thường thôi, có gì đâu. Này dễ mà. Tại vì mình đã làm rất là nhiều những cái video chia sẻ cho các bạn cái cách mà cài cái Windows 10 rồi, cho nên là mình không có muốn làm lại nữa. Làm lại nhiều thì các bạn cứ nói là cái ông này ông cứ có cái chiêu cài Windows cứ làm đi làm lại hoài, nó nhàm chán nên mình không có muốn làm nhiều cái video nữa. Mình chỉ muốn nói cách làm cho các bạn thôi, nhưng mà các bạn không có nắm được, cho nên là hôm nay mình đành phải làm cái video này chia sẻ cho các bạn. Rồi các bạn chờ xíu cho nó load ra đi rồi mình cài nha. À, đó, mình sẽ chọn cái I don't have này, rồi mình chọn cái phiên bản Windows 10 Pro là cao nhất ha. Đấy, bấm next, rồi chọn accept các bạn nha, bấm next luôn. Rồi các bạn chọn cho mình cái dòng là custom này, giống như đây. Đó, các bạn chọn cái phân vùng mà các bạn muốn cài. Thì ở đây mình đang có cái phân vùng system này. Mình sẽ bấm vào đây, mình format nó cái. À, nó ok. Đó, cho nó format phân vùng này đi này. Rồi bây giờ mình cần nhấn next vào thôi. Đó, cho nó cài lên thôi là ok, có gì đâu. Đó, nó copy cái file vô, nó cài thôi là xong. Đơn giản vậy thôi, đâu có gì đâu. Rồi giờ mình chờ cho nó cài ha, nó sẽ chạy cái này từ 1 đến 100%, nó chạy xong rồi là nó cài lên cho chúng ta thôi, đơn giản. Rồi thì cái quá trình cài đặt nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn ơi. Thì cuối cùng cũng vào được trong Windows ha. Thì các bạn cứ làm theo từng bước như vậy thì các bạn sẽ cài được thôi. Thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, nếu như các bạn mà sử dụng cái đĩa Hanbok CD cái phiên bản mới nhất này á, các bạn sẽ vô tư để các bạn cài thôi, các bạn không cần phải lo lắng gì hết và cũng không có gặp phải cái sự bất tiện nào hết. Bởi vì cái đĩa Hanbok CD phiên bản mới nhất này á, người ta đã tích hợp rất là nhiều phần mềm ở đây và người ta đã cố gắng người ta làm cho chúng ta một cái bộ cứu hộ tốt nhất rồi. À, cho nên là các bạn vô tư các bạn xài thôi. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công nhé. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.